thì cố gắng anh chị sẽ coi lại cái từng cái bài. Điều đầu và đầu tiên thì các chị sẽ làm quen với hàng và chủ ha. Nói vậy các chị nghe kịp không? Nghe được không? Hai cộng micro không? Được ha. Còn các chị nào xa xa lên đài cho đây ngồi hát cho nó gần ha. Còn thì đầu tiên thì tôi muốn cho các chị xem một ca lâm sàng. Một ca lâm sàng ha. Thì đây là một nhân nữ, chẳng nghiêng nghiêng của anh không nghe ngắn được ha. Các chị ngồi xa xa thấy lên trên bàn nhất ngồi đi ha. Đây này tay trống lên đây mặt rồi. Bệnh nhân nữ này 82 tuổi, nhập viện vì khó thở. Trong đó là cấp cứu của người ta là bệnh nhân bị phù phổi cấp ha. Nhưng mà thì can thì bệnh nhân có ăn thổi ở tim ở đây khoảng 20 năm. Nó ghi chung vậy thôi, ta biết ăn thổi ghi nhận trong hồ sơ vậy thôi. Trước khi nhập viện thì bệnh nhân thấy khỏe đi lại bình thường ha. Nhưng mà gần 5 năm nay thì cái khớp của bệnh nhân đau đi lại rất là kém, hạn chế đi lại. Hỏi kỹ là lịch sử thì bệnh nhân có hơi nặng một trái khi cảm xúc. Đó là những cái từ thay gốt ở trong đó mình các chị phải nhớ ha. Nhưng mà chị thì khó thở phù hợp cấp, hạn chế đi lại, thâm thổi tim hoặc là đau một trái. Những cái từ đó rất quan trọng trong tâm sàng. Tức là mình học siêu âm tim không có nghĩa là mình chỉ biết cái tim trên hình ảnh siêu âm không. Mình phải kết hợp với tâm sàng nữa. Cái đó trong các chị ngồi đây có những người nhiều khi học xong về là vừa làm tâm sàng vừa làm cộng tâm sàng vừa làm siêu âm tim. Hay cũng có những người là chỉ làm chuyên về trong đó hình ảnh không thôi. Mình sẽ đặt cho nó hình ảnh không thôi mà mình không biết lâm sàng á thì thường mà làm siêu âm tim nó sẽ không có chính xác. Cái người vừa làm lâm sàng vừa làm siêu âm tim ta sẽ lý luận trên cái bệnh cảnh lâm sàng đó cái siêu âm tim mình có phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng không. Nếu mình nắm được hai cái đó thì kết quả siêu âm tim mình rất tốt, và nếu mình không nắm được hai cái đó mình chỉ mô tả được siêu âm tim thường mình làm sẽ không phù hợp. Cái đó thì các chị đi lâm sàng các chị có thấy các anh chị không làm siêu không làm lâm sàng chỉ có biết cái chẩn đoán siêu âm tim không là thường nó không mô tả những việc nó không có hài lòng cái người bác sĩ lâm sàng. Đó khi mà các chị làm bác sĩ lâm sàng thì chị cái siêu âm tim này sẽ không giống cái mình nghĩ trên lâm sàng. Nhưng bây giờ mình làm sao để mình chứng minh điều đó thì mình phải biết siêu âm tim mình làm cho bệnh nhân thì mình phải nắm được lâm sàng điều trị cho bệnh nhân tốt hơn. Nên cái đó là cái mình còn học còn nắm cái chuyện đó. Nên còn nếu mình làm giống như là một cái siêu âm tim bình thường mà chỉ bắt biết cái siêu âm tim bình thường thì đó là không cần bác sĩ làm, là kỹ thuật viên siêu âm đã làm được. Và nước ngoài đã còn là kỹ thuật viên siêu âm nó sẽ làm nó ghi hình lại, nó sẽ chiếu lên đây là bác sĩ gọi là xem làm như vậy kết quả như vậy nó phù hợp làm sao. Ngay đó một ca siêu âm tim nước ngoài ta làm rất kỹ và rất lâu và tất cả những ca người ta đều ghi hình lại hết, ghi đĩa CD, DVD là hết, xong ta bỏ vô đĩa rồi ta chiếu lên đây để bàn luận cái ca đó thì phù hợp trong sàng thì họ mới không. Ngay đó trong môi trường Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cố gắng là nắm thêm bệnh cảnh lâm sàng, cái đó cái ca lâm sàng này sẽ mô tả cho chị, nhìn cho chị nghe mô tả cái lâm sàng này mình run ra ha. Rồi khám lâm sàng thì huyết áp bệnh nhân cũng cao, ca huyết áp mạch thì nhanh, nhịp thở thì khoảng 24 lần, mà tĩnh mạch phổi nội phổi có ra. Chẳng đó là phù của cấp mà, cho đó hình như sẽ thấy phổi đầy ra, mặt thì khó sợ, nằm ở tâm tu đó là 2.4, 2.6. Ở đáy thì tâm trường là 2.6, liên sụn 3, có cái lô ha, không có gan to thì phù chi. Mình sẽ thấy là một bệnh cảnh mô tả là có hình ảnh của phù phổi sinh tái cấp, có phổi tim. Rồi, ít quan được thì bóng tim to, rồi điện tâm đồ thì chút xíu mình sẽ xem đây ha. Phân xuất tóc máu thì có lẽ 55%, hay tim cũng tăng. Người ta điều trị giống như một bệnh cảnh phù cấp, loại tiểu v.v. thì cái đầu diễn tiến của lâm sàng cải thiện hơn mà nó giảm xuống lắc xuống anh ta thấy là cái một tình trạng suy tim trái cấp người ta xử trí giống như một tình trạng phù phổi. Rồi thì trên 5 ca lâm sàng như vậy các chị chẩn đoán miễn nhiều nhất trong trường hợp này là cái gì? Nói chứ khi các chị thấy một ca lâm sàng vô viện như vậy và cảnh như vậy các chị chẩn đoán miễn bị cái gì, nhìn nhất bị cái gì có đang bệnh cảnh này thở lên là chủ nặng, hẹp lên là chủ nặng, là tim mạch lên tăng huyết áp hay là nhồi máu cơ tim cấp không có tê chân lên ha, hay là suy tim sung huyết với đó chức năng tăng trương thì nghĩ bệnh nhân bị cái gì, khả năng nhiều là cái gì, thở van là chủ, thở có nặng không thì có thở nặng, hẹp lên là chủ nặng. Các chị ghi là một tâm tu hay tâm tu là hai tâm tu đái tim, đái tim ha thì nhớ là vị trí là nằm ở đái tim và tâm trương, tâm trương ở liên sườn ba bên trái, tâm thu ở đái tim ha, mình nghe rõ ha, đái tim là nằm đâu mình nghe nằm sàn nghe đâu hả ở đái tim mà đái tim nằm đâu hả mình nghe trong cái diễn đọc của trái tim của mình á,
vị trí ngay tim là liên sườn hai dưới xương đòn á, bên phải bên trái hai vị đó là gọi là đáy tim, vùng đáy tim ha, tim đó nó vùng đáy nha, còn mõm này nằm dưới liên sườn 4-5 ở dưới ha, nó nghe mõm khác nghe đáy khác ha. Mà nghe hiểu bình thường nghe liên sườn hai đáy tim á mà không có tâm thu á, điều đó chứng tỏ rằng á là nó có một cái lưu lượng hẹp, dòng máu hẹp rồi đó, qua cái van tim ở lan trên này thì vùng đó là vùng của van là mạch chủ ha, hoặc là và nếu mình nghe bên trái thì coi chừng của bên van mạch phổi, hiểu không, vùng đáy mà. Chị nào ta nghe liên sườn 3 thì nghe liên sườn 3 bên này à, đến đây liên sườn 3 này thì âm hậu tâm trương bên này có thể là gì của van, cái van khác à, nằm ngay chỗ đó cũng có thể được nghe được, cái chừng đó là ở van mạch chủ hoặc là của âm hậu tâm trương của gì ba là có hở van gì đó nữa hả. Ở đó lâm sàng các chị phải nắm kỹ ha, trời ơi lâm sàng mà phải nắm cái này chứ bây giờ chú quên sạch sành sanh hết rồi. Đôi khi các chị trước khi các chị làm xuyên tim á, à, đặc biệt những bệnh nhân bé nhỏ nhỏ rồi nghe em thổi là có nghe vô nghe em thổi trước, để có âm thổi không, vùng đó có âm thổi không, sao người ta chẩn đoán này không đi nhỉ mà mình nghe em có âm thổi vô vậy, người ta chẩn đoán này là hẹp van mạch chủ, ta dựa vào đâu ta chẩn đoán ta nghe em thổi này nè, ta ghi này ghi chẩn đoán là theo dõi hẹp van mạch chủ, mà cái chị làm siêu âm tim cái chị làm hoài không thấy hẹp van mạch chủ, do cắt tùm lum hết thấy đâu, lấy nghe thử coi người ta chẩn đoán vậy, ta dựa vào lâm sàng mình cũng dựa lắm nghe thử cái âm thổi quá trời lớn thế này, ta mình đã nói hẹp, phải coi lại. Hay cho đó mình nghe người ta mô tả mình phải nghĩ tâm sàng là cái gì. Hay cho đó khi mà làm xin tim mình nhớ một điều rồi mình coi chỉ định người ta nha, mình đọc cái chỉ định bên nhân này bao nhiêu tuổi, chỉ định là cái gì trên này, người ta nói là hẹp hẹp van mạch chủ thì mình phải trả lời cho người ta có hẹp hay không. Nhưng mà người ta mô tả cho anh chị là bây giờ bệnh nhân này sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân trên nền bệnh lý van tim, ta đang theo dõi nguyên một tâm mạch nhiễm trùng, thì khi mình kết luận người ta nói là hiện tại con thấy sùi hoặc là đã có sùi gì đó, hiểu chưa, mà trên chứ mà đừng có ghi xong tim mô tả là hoặc mấy cái trong hết. Mà cái người ta cần mình, người ta cần mình tìm dấu hiệu mà tâm sàng người ta nghĩ đó. Ví dụ trên điện tâm đồ người ta thấy vậy tóc trái rất là dữ, mà bị bệnh cái điện tâm đồ kiểu này là chúng ta nghĩ ngờ mình có tim kỳ đại, người ta nghi là vậy, theo dõi vậy tóc trái nặng, mình phải trả lời cho người ta là có vậy tóc trái hay không vậy tóc trái, mức độ như thế nào, vùng nào vậy, đến đồng tâm hay là tâm mõm vậy hay là quách vậy hay đái vậy đơn thuần, trả lời cho người ta biết cái chuyện đó để người ta người lâm sàng ta nó hài lòng được. Đó mình nhớ hay cái đó là cái mà mình học mình phải kỹ, và khi mình làm xuyên tim mô tả chi tiết như vậy thì cái người lâm sàng người ta rất là tin tưởng và người ta rất là điều trị tốt cho người bệnh của mình. Rồi chúng ta quay lại chút xíu đi, chút xíu quay lại cái này. Bây giờ mình nhớ là van mạch chủ bình thường của mình đó, ký hiệu là AVA, mình nhớ anh diện tích van mạch chủ AVA. AVA tức là os là mạch chủ, bao và ria diện tích van mạch chủ, do đó trên lâm sàng khi mà làm siêu âm tim người ta hay nó là AVA bao nhiêu rồi biết là diện tích van mạch chủ, người ta nói là MVA mình biết là diện tích van hai lá nha, cái từ người ta ghi đó, ta không ghi diện tích van nó dài dòng, ta ghi là AVA mình biết là tại diện tích van mạch chủ đó, diện tích mở van của nó nè, rồi MVA M là mitral á, nó là diện tích mở van hai lá nè, ví dụ trong trường hợp là những hẹp van hai lá thì người ta nói là MVA, mình hỏi MVA là bao nhiêu, ví dụ nó nói MVA bệnh nhân này là 0.8 là việc hạ này hẹp khít van hai lá rồi, nhưng tôi nói AVA nhiêu 0.8 là này hẹp nặng van hai lá rồi, bởi hẹp nặng van mạch chủ rồi, mình nhớ hai từ mình nhớ này, hai cái từ là AVA mình nhớ, mình làm quen hết cái từ này, từ bắt đầu mình làm quen cái từ ngữ thế này, rồi xong hai lá là MVA, mình hai cái van đó mình hay mình sẽ làm quen hai cái van đó, AVA và MVA, thì đó khi mình đọc sách mình sẽ thấy người ta nói là ABA, ABR đó. Đó là bệnh nhân AVA là diện tích van, nhưng AVA tức là gì, là thai van à, thai van mạch chủ, chỉ định AVA là như thế nào chút xíu mình sẽ học bài này, chỉ định AVA chỉ định thai van mạch chủ, A tức là replacement, nó thai van tức là thai van có thể là thai van bằng phẫu thuật tim hở à, hoặc là người ta làm là tao vi đó, tức là người ta thai van mạch chủ bằng qua da bằng stent ha, cái đó mình sẽ học, mình sẽ biết cái kỹ thuật mới ngày hôm nay. Thì cái đó là cái dụng từ đó, thì bình thường á cái diện tích van mạch chủ của mình là từ 3-4 cm², mình nhớ 3-4 cm², cái đó học cái này mình phải nhớ cái thông số hết ha. Rồi hẹp chủ gây ra ảnh hưởng trên tuần hoàn là khi diện tích van nó giảm khoảng 75%, mình nhớ ha, bình thường hẹp nó không có triệu chứng gì hết, nó cứ âm thầm có thể tiến triển theo thời gian, mình lớn tuổi tiến mình chưa phát hiện nữa, nhưng mà khi diện tích van nó hẹp khoảng giảm còn khoảng 75% tới hơn 75% bắt đầu xuất hiện triệu chứng, lúc đó diện tích van này còn 0.75-1 á bắt đầu xuất hiện những cái triệu chứng, và bắt đầu xuất hiện triệu chứng hay mình nhớ. Thì bây giờ người ta chia ra đó, coi nè, diện tích van này mà nó nhẹ tức là trên 1.5 hay gây trên 1.5 cm², các chị nhớ ha, trên phần mềm máy siêu âm mình sẽ có thông số đó, khi làm siêu âm mình
khi bước vô siêu âm tim á, mình học á, mình phải quen cái máy đó, mình tràn hết tất cả thông số được cái máy, bất kể cái máy nào mình tiếp cận cái máy đó mình phải thuộc tầm lòng luôn. À, thông số nè, đo chỗ nào, lúc nào chỉnh tất cả thì mình làm siêu âm tim mình sẽ chuẩn được. Thì vô cái phần artist, ở lọc xuống cái thì nó sẽ hiện lên mấy cái này, nó hiện lên cái chỗ mình đo diện tích van bằng cái những cái phương trình liên tục hoặc là diện tích đo trực tiếp vân vân, thì mình sẽ vô cho đó. Thì nhẹ tức là hẹp nhẹ là trên 1.5, mà trên áp á tức là cái BG, tức là cái GB á, tức là cái radian á, pressure tới trên áp trung bình á, thì người ta thấy là dưới 25. Cái đó cái chị lúc nào các chị đo thì thường các chị đo bằng cái phổ xung là xung Doppler liên tục, a Doppler liên tục chứ không phải Doppler xung, a Doppler liên tục, a Doppler liên tục. Tức là trên cái máy siêu âm tim mình nó sẽ ghi là chữ C á, chữ C á, chữ C chữ là continue á, nó liên tục á, a. Còn xung là power á, chữ P á, mình không đo cái đó ha. Thì đó là nó liên tục, cái chị đo khi mà các chị xác định được cái vị trí của cái dòng phụt á, phía xa đầu dò á, nó sẽ đầu dò được phụt đó, thì đó là chủ là âm. Cái chị đo xong nó sẽ trên áp nó là cái đó là hai dưới 25, thì nhẹ là diện tích van là trên 1.5 và trên áp dưới 25 là mức độ xem như là hẹp nhẹ và là mặt chủ. Còn từ trung bình là từ 1 đến 1.5, thì trên áp là từ 25 đến 40, nặng là dưới 1, trên áp là trên 40, và khích hẹp khích đó là dưới 0.7 xong rồi nó vô, trên áp là trên 80. Hay nhớ ha, cái đó khi mà các chị chỉ cần đo một cái phổ của anh mặt chủ qua mà các chị thấy cái GB trên áp của nó mà trên 80, ADF nó là hẹp khích rồi. Kết rồi ha, thì có những cái chị đo phải hơn cái này luôn, trên 80, 90, thậm chí 100, 101 luôn, đó rất lúc nào ha, gì đó cái chị nhớ ha. Và cái phổ này các chị đo là đo ngay cái van nha, chị nhớ nha. À, nó sẽ không biệt với trong trường hợp mà bệnh cơ tim phì đại có tắc kẽ đường ra thất trái là đo LVOT, tức là ngay đường tổng đường ra của thất trái, nó khác hoàn toàn, hai cái đó khác nhau, chị nhớ ha. Ha, do đó đôi khi trong trường hợp đó thì chúng mình coi cái bài đó mình sẽ biết là tại sao nó khác nhau chỗ đó. Nếu các chị đặt sai cái vị trí của cái thanh đo, nó lệch qua xéo qua xéo lại là cái chị nhìn ra nó sẽ khác. Thật ra nó không có hẹp van, chỉ hẹp đường ra thấp trái thôi. Một số trường hợp là bệnh tăng huyết áp hoặc là phì đại đúng ngay vùng đái thôi, nó hẹp đúng ra đường ra thấp trái thôi mà nó không hẹp đại van, mà cái chị mặc đúng ngay cái đó cái chị nó là hẹp van, cái lượng hẹp khít van mà chủ là cái gì sai đó. Ai nhớ hai chỗ đó mình phải phân biệt là cái thanh này mình phải mô tả đặt đúng cái đầu dò, nhưng mà chắc không phải thật đẹp. Từ mà cắt 4 buồng xây đầu dò nhẹ sao cho bộc lộ, mà cắt 5 buồng để thanh đúng ngay cái van ha, chứ không để được cái đường ra thấp trái, để cái thanh ngay đường ra thấp trái là nó sẽ đo là LVOT, tức là đường ra thấp trái, nó không đo ngay cái van. Anh chị nhớ ha. Rồi giờ cái nguyên nhân á, ở trên người cao tuổi á, người lớn mình là nguyên nhân mình nhớ là có ba những nguyên nhân chính á, nhất là dôi hóa của các lao van, thứ hai là điện van chủ hai mảnh bẩm sinh, thứ ba là hẹp chủ hậu thấp ha. Hẹp chủ hậu thấp á thì bây giờ tỷ lệ nó so với hai cái này á là thường hay gặp ha, hay gặp. Là các chị nhớ một điều nè ha, vôi hóa, vôi hóa thường là do viêm mà không có dính mép van, nhớ ha. Còn có nghi có dính mép van, và mà dính mép van với sẹo á thì thường là trong chủ hậu thấp. Cái đó trên xương tim cái mép van nó dính đỡ nhau là cái này là chừng hậu thấp, khả năng hậu thấp. Còn đang ra đa phần người cao tuổi người lớn á thì thường là không có dính mép van, đó là thối quá lá van. Cái đó các chị chứ là mà khi mà các chị trả lời với quả siêu âm tim cho người mà lâm sàng người ta ghi rõ ha, chứ mô tả đầu tiên cái van tim này nó vôi, nó dày, nó dính hay là nó như thế nào, mô tả cho nó kỹ, thì cái đó khi mà kết luận là hở van là mạch chủ, ghi là hở van mạch chủ do thói quá van, hay là hở van mạch chủ do hậu thấp, chị phải ghi cho nó rõ, hay hoặc là hở van mạch chủ hoặc là hẹp van mạch chủ do bẩm sinh van mạch chủ hai mảnh, ví dụ vậy. Ví dụ mình phải trả lời cho nó rõ, mình nhớ ha, mình đừng có ghi là hỏi chủ, ghi xong là IA 2/4 hết, không ghi gì hết. Làm vậy nhưng ai làm được và thích trả lời gì đó, cơ chế của cái hỏi một hẹp cái bàn đó rất quan trọng. Để người đó sẽ lâm sàng, người ta dựa vào đó mà người ta có chiến lược điều trị cho người bệnh. Mình nhớ, đa phần người cao tuổi thì nào cũng nhớ này, rôi hóa là chính. Rôi hóa là chính, rôi hóa là hoàn chính. Tuy nhiên, có những người cao tuổi, tức là thậm chí 60-70, nhưng mà nó cũng có thể là nguyên nhân hậu thấp. Hậu thấp khởi phát muộn, có thể 30-40 tuổi bắt đầu xuất hiện có triệu chứng, người ta phải sống tim 10-20 năm nữa thì lên tới 60-70. Tôi có những trường hợp bệnh nhân tới 78 tuổi vẫn cũng là hậu thấp, nhưng lúc đó là cái van của mình siêu âm ra mình sẽ thấy là dính nét van rất nhiều, dính nét van không được đọc được. Thì cái này trong cái bài mà bệnh van tim của bệnh van hai lá thì chị sẽ học rất rõ cái này, cái này là phình đầu gối dính nét van của hẹp van hai lá hậu thấp rất rõ ha. Cho nên bài đó thì các thầy cô khác dạy rồi, cho đó các chị nhớ. Và trong cái hẹp chủ á, hậu thấp á, thường nó dính thì nó sẽ không có đóng kỹ lại, do đó thì nó hẹp, nó kèm với hở. Các chị thấy mà vừa hẹp chủ mà vừa hở chủ
thì thường vậy. Và một cái nữa là bệnh van tim hậu hấp thì thường nó đi nhiều van chứ không phải một van. Cái chị thấy van này với van thay lá bị luôn không chừng. Hay nhiều khi bệnh van thay lá xong phát hiện ra luôn bệnh van van mạch chủ luôn. Đơn thuần một cái chủ không cũng gặp nhưng mà hiếm gặp hơn. Hai lá là tỷ lệ gặp nhiều nhất của hậu hấp. Cho nó kế đến nó mới tới chủ. Đây ha, cái chị nhìn thấy của siêu tim. Một cái hình ảnh mô hình thôi ha. Các chị có bao nhiêu mà cắt để nhìn được cái van mạch chủ à? Hả? Tại chị mới biết cái này anh, tại vì mốt cái chị thi lâm sàng á, mà tôi mà cho các chị thi á, tôi hỏi về cắt van mạch chủ tôi xem, mà các chị cắt con cái một là chị rớt á, một mà cắt là chị rớt ngay á. Có gì mà cắt để nhìn được cái van mạch chủ? Tôi kể nghe coi. Cắt cái này trục dần, trục ngang với mà cắt 4, 5 đường. Ba mặt cắt. Ba mặt cắt. Làm bất cái chị thấy được van mạch chủ không? Không. Thấy cái quai trên đó. Những cái van sao thấy được trên thẩm bức, trên đây được không? Dưới sườn các chị thấy được. Dưới sườn chị thấy được. Năm mặt cắt, năm dưới sườn cũng mở thấy được. Thường là có thể tối thiểu đó là 4 mặt cắt. Từ trường trường học các chị có thể modify thêm. Đôi khi đó là dị dạng tim nó đảo ngược hoặc là nó dị dạng từ đôi các chị có thể xoay. Nhưng thường 4 mặt cắt chính. Để các chị kêu cái van. Do đó trên mặt cắt này là cắt gì? Cắt được cắt dùng. Cũng chọc. Thì cái van mạch chủ các chị thấy trên đây. Van mạch chủ nằm trên trên này. Đây là van hai lá. Van lá. Đã tôi mi các chị nắm rồi, tôi không có bàn bãi nhưng mà đây ha. Con này cắt ngang các chị thấy nè. Van mạch chủ các chị nhìn nè. Ba cái van. Bình thường ba cái van rất đẹp thế này. Và cái mép van tức là giữa những cái lá van với nhau. Lá này lá gì? Nó bên phải. Bên trái. Này bên trái. Này. Không phải. Các chị nhớ ha. Các chị nhìn cái hình ta vẽ rất là đẹp nhưng mà khi định mà cắt siêu âm á, chị nhớ không phải đâu các chị, tại chắc không cái chắc không chuẩn các chị không bị được ha, tại vì đôi khi các chị thấy nó mô tả là lá dành phải giữa lá dành phải và lá dành trái, mép van nó dính giữa lá dành phải lá dành trái hay là mép van giữa lá không vành và lá dành trái nó dính với nhau hay hoặc là dôi quá nặng ở mép ở cái lá dành phải mà cái giá dành nó không dành nó không dôi quá mô tả kỹ cái van này chủ yếu là dính là cái van hai cái mép nó dính lại với nhau nhớ không, các chị thấy hai dính lại dính nhau thì chị thấy được cái này nó mở thành một có, này mở thành một có thì chỉ còn hai lá bên chính. Dính lại nhau mà nó sát với nhau, thường trong hậu hấp thì nó dính sát với nhau rồi. Còn các chị thấy mà lùi xùi mấy cái này nó bôi nó là cả ngâm nó nổi nhiều lên đó. Thì cái này thường do là bôi hóa lá vàng hoặc là thối hóa lá vàng hoặc là co đúng cái như dúng lá vàng rồi thối hóa xẹo quá lá vàng thì dính mép thôi, còn mấy ngày thường nó trong hậu hấp thì mấy cái này nó còn tốt, nó chả có ảnh hưởng nhiều nhưng mà đôi khi nó cũng cả bôi kèm theo luôn, mà cái chính của nó là cái dính dính mép dính kiểu hay là dính là nó không mở được, nó làm cho hẹp các bạn rồi. Thì trong trường hợp này các chị thấy là van mạch chủ hai hẳn, tức là cái này nó hai nó liền nhau luôn, chứ còn cái này nó mở một khối thôi. Thì trong những cái lá này thì lá van này nó không bị bôi, không bị gì hết. Nhìn thấy rất là trơn tru, rất là mềm mại, rất đẹp, nó không bị. Nhưng mà nó có hai mảnh mở lên rồi xuống, chỉ có hai mảnh thôi. Hai cái chị nhớ ha, cái lá van là mạch chủ hai mảnh hoặc là một trong những cái bệnh tim bẩm sinh sinh ra từ trẻ từ nhỏ nó có rồi thì cái đó thì các chị làm siêu âm tim mà các chị làm kỹ nhưng mà cắt thế này các chị sẽ thấy được hai mảnh. Nhiều khi đi đây các chị cũng thấy đâu ha, mà làm số lượng rất nhiều. Các chị đôi khi sẽ là van mạch chủ hai mảnh và thường nó là hở van kèm theo hở thường hở van nặng hay là như nó hẹp van mà là một trong những cái cũng có thể gặp trên trường hợp mà nó van mạch chủ hai mảnh hẹp van là gì, lá van này nó là khối nặng dính nhau luôn thành một khối ha, như đó thì từ trường hợp đó mình để ý ha. Rồi ha, và trong trường hợp này các chị thấy ha, người già các chị thấy là ha vôi ha, vôi thối hóa những cái lá van này, vôi sẽ thối hóa những cái lá van này, chị thấy nó thối hóa lá van. Còn trong trường hợp này hẹp van trên van của nó hàng ảnh nó dính lại nhau ha, có cái này vôi người già các chị, tại vì cái siêu tim chị đặt lên chị cắt và cắt ngang chị thấy rõ ba cái lá van, xong chị thấy mô tả cấu trúc của cái lá van chị thấy đó. Rồi bây giờ khi mà mình nói hẹp chủ á thì mình phải trả lời cho người ta biết vị trí của nó là trên van, tại van là dưới van, mình nhớ ha. Đa phần thì các chị nói là hẹp van mà chủ hẹp van nó đều cái đó, đa phần thì nói tại van á, ha, giờ hẹp trên van là phía sau nó giờ dưới van chỗ nào ha, mình phải coi kỹ cái này ha. Thì có một số trường hợp bệnh lý bẩm sinh có bị, các chị biết cái bẩm sinh, cái bẩm sinh tim chị thấy là cái màng ngăn phía trước cái van mà chủ, cái màng ngăn ha, chị thấy sử dụng từ là màng ngăn membrane phía trước mà chủ, nó làm cho màng ngăn dĩ nhiên nó có cái lỗ thông qua nhưng cái màng ngăn nó chặn lại thì nó làm cho hẹp đường ra của thấp trái. Khi hẹp được ra thất trái như vậy trong trường hợp đó cái van nó vẫn còn tốt, tất cả vẫn tốt,
thì cái vị trí động tác là phẫu thuật ta dọn dẹp hay cái màng ngăn đó thì từ máu ra bình thường. À, nhưng mà làm siêu tim mình sẽ thấy cái màng ngăn chậm ngay cho đó. À, vì lâu vì dài cái chuyện sao đó. Cái van hoàn toàn bình thường cắt ngang thấy van hoàn toàn bình thường thấy, nhưng mà tim mà cắt hồi nãy đó trục ngang dọc như vậy cái chị sẽ thấy cái màng ngăn chậm ngang. À, đó những cái bệnh lý mà đôi khi khi mà các chị làm siêu tim thật nhiều các chị sẽ gặp. À, mặc dù tỷ lệ rất hiếm nhưng số lượng các chị lên cả 100.000 ca rồi các chị sẽ gặp những tình huống đó. À, do đó các chị thấy các chị nói vậy chứ ví dụ như chị làm về siêu tim 10 năm học xong về làm liên tục 50 năm sau số lượng một ngày vài chục ca cả 100 ca là các chị sẽ gặp hết tất cả những cái dạng bệnh lý mà có thể gặp. Còn nếu mà trong một quá trình mà các làm 5 năm 10 năm các chị thấy bình thường hết không có bệnh lý gì hết là các chị làm sai rồi đó. À, là chắc cú là chị làm sai rồi đó. À, cái tỷ lệ mà tim bẩm sinh như thế này cũng gặp. À, các chị làm thì sẽ gặp thôi. Số lượng mà các chị mình gặp rất nhiều các chị sẽ gặp một cái lần quá trời luôn, một ngày làm 100-200 ca ngày nào cũng làm điều mà suốt cái tuần lễ không thấy ca nào bẩm sinh hết hoặc là không bệnh lý hết là các chị có lại đó nha. Làm gì là phải coi lại cái cách mình làm đúng hay không. Rồi ở đây là như thế nào, tại van dưới van trên van này mình xem ha. Rồi hình ảnh nó thì là ha. À, bây giờ mình lấy hình ảnh của thầy thì tập trương thôi, là tập trương nó bình thường chỉ thấy bình thường. Hẹp tại van ngay cái van bị hư nãy mình nói rồi ha. Rồi dưới van sức là dưới van là hẹp cái đường ra của nó. Nó nói rồi cái mặt ngăn thường có cái mặt ngăn chỗ này. Rồi trên van nó là phía sau của này. Sau của này thì cái này có một số trường hợp cái van nó ra rồi nó hẹp này. Eo không phải là cái eo mà chủ eo thì dưới này nó sao cái van có bệnh lý bẩm sinh nó sẽ gây thoát tắc nghẽn đường phía sau của nó. Nè còn đường ra của trái rồi và dưới van của này ha có màng ngang chỗ này. Anh chị thấy ha. Thì khi như vậy thì mình có kết luận nhưng mà ta biết là cái này hẹp chỗ nào. Hẹp chỗ nào mới được ha. Còn nếu mình không kết luận vị trí hẹp cho nó là hẹp van mạch chủ nó chung chung thì thôi là chưa chính xác ha. Hẹp tại van mạch chủ. Ta phần cái gì chứ kết luận cái này là còn hai cái này thì quên rồi. Cái lượng là hẹp van mạch chủ nó chung chung vậy thôi ha. Hẹp tại van mạch chủ, tương tự là hẹp tại van mạch chủ. À, mình nhớ cái này. Thì khi hẹp tại van vậy thì mình phải mô tả là AVA tức là diện tích van nó là bao nhiêu. Mình mô tả kỹ cho người ta biết. Còn mà nó hẹp, này hẹp dưới van, dưới van thì cái này là nghi ngờ có màng ngăn ở dưới van mạch chủ. À, cái này là van mạch chủ. Thì trong những trường hợp đó mình phải kết luận người ta là hẹp dưới van mạch chủ nghi ngờ có màng ngăn hoặc là do màng ngăn của van mạch chủ phía dưới van. Thì kết luận như vậy thì người ta sẽ biết rằng cái cơ chế của hẹp van trong trường hợp này do cái đó. Tại vì các chị chất lượng như vậy thì cái trường hợp này chỉ có phẫu thuật nó hết thôi. À, còn chị trả lời hẹp van mà chủ chung chung biết cái nào là cái nào các em sẽ vô ta thay cái van. Chị hiểu không? Cho đó mình phải nhớ là mình trả lời cho đúng cái từ mình dùng cho chính xác nha. À, nó hẹp dưới van mà chủ thì người ta sẽ nghi ngờ có màng ngăn thì người ta sẽ này cái chị dùng hẹp van mà chủ hết rồi. Mà mình nhớ cái van trong trường hợp này cái van là còn bình thường nó chả có gì hết. Đó ha, mình nhớ cái chuyện cái từ mình dùng. Rồi còn hẹp trên van thì thường bẩm sinh này. Bẩm sinh này thường kèm một số vấn đề là tăng canxi máu hoặc là dễ mắc enzyme ha, còn hẹp mặt phổi hẹp đi. Nói chung là trong trường hợp này là bệnh lý bẩm sinh hay gặp ha, thì đa số là trẻ nhỏ chưa đến độ phát triển đến tuổi lớn đâu ha, thì trẻ nhỏ nó phát hiện là bị hẹp mà hẹp van là chủ cái hẹp đường ra cái phía sau cho trên van thì nó sẽ làm giảm cung lượng tưới máu ngoài biên và trong đó có thần kinh nó sẽ chậm phát triển ha, chậm phát triển thần kinh trẻ nó phát hiện từ nhỏ rồi. Rồi ha, rồi chị nhắc lại cái này trên là hạ siêu âm ha, hạ siêu âm này thì nhớ ha. À, thì cái bệnh lý van tim một số hình ảnh cần nhớ ví dụ thoái hóa van, do thoái hóa van thì hay gặp ở người cao tuổi ha, và trong trường hợp này có kèm theo bệnh lý mạch vành. Còn bệnh tim bẩm sinh van hai mảnh thì tuổi khoảng 30-40 mình bắt đầu phát hiện cái này rồi, mình nhớ ha. Và bệnh van tim màu thấp tuổi trẻ và thường các chị biết rằng là cái bệnh van tim đó thì bây thường bây giờ chủ yếu là ở trong Đông Nam Á, Đông Nam Châu Á phần vùng thấp là một số quốc gia hay của châu Phi v.v. đó là kém phát triển đó. Chứ ngày hôm nay với tình trạng mà người ta đã dự phòng tốt rồi thì cái khả năng mà lý van tim màu thấp bắt đầu nó đã suy giảm nhiều. Người ta đã bị viêm họng rồi thì người ta điều trị rất là tốt tình trạng đó, do đó biến chứng lên tim nó hạn chế tối đa, nó giảm bớt tối thiểu cái biến chứng lên, cái tỷ lệ này cũng gần hầu như là giờ cũng hơi ít. À, trước đây khoảng năm 2010 các chị biết bệnh viện Thống Nhất á nông cái bệnh lý mà van tim hậu thấp rất nhiều, các bệnh nhân vô hẹp van tim mới thông ra nó cái van ra bằng bóng inu á, thì gần đây hình như không thấy không xuất hiện nữa, lâu lâu cái chuyện có gì còn ca nhưng mà thường nó cũng đến trễ, tuổi rất lớn, còn cái tuổi trẻ thì phát hiện hầu như hiếm lắm, hiếm gặp, cái đó cái tỷ lệ mà hậu thấp đã giảm. À, tuy nhiên một số vùng sâu vùng xa bệnh vẫn còn nhiều thì người ta mới gửi về những trung tâm lớn để người ta điều trị cái bệnh lý van tim hậu thấp nó vẫn còn, nhưng mà nó không rầm rộ như cách đây hơn 10 năm, tức là khoảng 2 năm hoặc kỹ năm đầu năm 2000 là cái tỷ lệ rất nhiều. À, lúc mà thông tin mới mở ra cái chị thấy là hầu như bệnh viện nào người ta cũng tâm cái này hết á, gửi bệnh liên tục, giờ cũng rất ít ha, giờ là đều chưa ít.
Rồi nhắc chút xíu các bạn là chủ hai mảnh, cái này các chị hay gặp trên lâm sàng, cái giờ xương tim chị thấy là ha, thì cái này bóng tim bẩm sinh thường thường những người qua là chủ hai mảnh, một chín tỷ lệ không một đến 2% dân số là theo nghiên cứu của Mỹ thôi, Việt Nam mình chưa có nghiên cứu này đâu ha. Thì theo thời gian thì khoảng 1/3 / 2 các van này sẽ bị hẹp lại, và nặng nhất là khi 50-60 tuổi nó sẽ biểu hiện lên triệu chứng của hẹp nặng và biểu hiện được triệu chứng lâm sàng hay đó. Và đôi khi các chị sẽ phát hiện là siêu tim sẽ phát hiện ra bệnh nhân này 50-60 tuổi vô làm với mình thấy được cái bạn của sao này có hai mảnh mà bệnh nhân hẹp nặng quá, nó có hai mảnh thôi, thì đó là cái tiến trình tự nhiên của nó ha. Rồi thấp tim thì tỷ lệ nhiều nhất ha, đa số ha. Rồi táo bón thôi nhắc lại một xíu. Rồi nguyên nhân hẹp van ngoài cái đó, những tình huống này ra thì một số trường hợp ví dụ như là do nhiễm trùng cũng gây ra sao viêm, cũng một số trường hợp đặc biệt là bệnh lý mà có đặc biệt là gì viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, chị thấy ha. Đôi khi những cái khối sùi đó lớn hoặc là những cái áp xe đó lớn chèn vô làm cho hẹp van, ngay từ đó thì đây là một nhiễm trùng có thể gặp. Rồi các loại hẹp van thì trên hình ảnh này các chị nhìn nè ha, những hình ảnh này thắt tim thì thường 9 mét van, nào hai mảnh đó thì thường vôi nó kèm cái này thối quá van thì tất cả các van đều bị thối quá hết. Chị thấy đôi khi nó kết hợp vừa thối quá vừa 9 mét van vân vân, các chị để cái này ha. Thì cái này là hình ảnh mà tôi làm siêu tim cắt ngang, chị thấy hình ảnh đó thì mô tả. Ở đây cũng vậy, đây hình ảnh một số hình ảnh chị thấy vôi sùi vôi dính ha, thì dính cái van vân vân mô tả thì rồi trong làm siêu tim chị cũng hay nói là van mạch chủ dày vôi sơ hóa, dùng cái từ ngữ đó sclerosis sơ hóa, thì sơ hóa là van nó dày không đều và không có tắc nghẽn buồng tổng bên trái. Khi mình kết luận cái đó mình nhớ cái đó. Thứ hai là khoảng 25% người trên 60 tuổi, đa số là người trên 60 tuổi và liên quan tới tình trạng tăng huyết áp, hút thuốc lá và đái tháo đường. Khi mà có sơ hóa thì người hậu tim mạch thường nó xấu, tại vì cái van á nó gián tiếp đánh giá cho mình qua cái này, thì yếu tố nguy cơ gây tình trạng sơ hóa là nó vô tình là yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch. Thứ hai là yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch do xương vữa, là bệnh nhân có thể xương vữa mạch vành, mạch thận, mạch não vân vân. Hai cái đó thì thấy cái này thì tiên lượng thường thường nó đi qua tiên lượng xấu. Rồi về sinh lý bệnh thì các chị xem cái này, các chị cũng nắm hết rồi ha, thì nhắc lại chút xíu cái này ha. Trong đó các chị cái từ từ mà gọi là hẹp van mạch chủ nặng, khi diện tích mở van còn khoảng 30% bình thường thôi, còn có 30% bình thường mà xem là hẹp nặng, nó hẹp nặng ha. Rồi hẹp rất nặng khi diện tích mở van nó dưới 0.7, ta sẽ là một số trường hợp sách vở ghi là dưới 0.75 cm², là hẹp rất nặng thôi, là khít hai, còn hẹp nặng là dưới một, còn hẹp khít là dưới 0.75. do đó các chị đo IVA ra cũng như kết luận là diện tích IVA là 0.5, là kết luận là hẹp khít van mạch chủ nặng nhớ ha. Rồi cái đầu trên án là nãy cũng giống cái nãy thôi ha. Rồi về sinh lý bệnh này các chị biết sơ được có chút xíu thôi. Hẹp chủ thì nó gây ra cái gì? Mình nắm cái này để khi mình làm siêu tim á, làm siêu tim mình thấy ở cái kết quả siêu tim ngoài cái van này, còn cái cấu trúc khác nó có phù hợp với cái hẹp van mạch chủ hay không? Nên mình nhớ ha. Thì hẹp chủ nó sẽ gây tắc nghẽn đường ra thận trái. Và khi tắc nghẽn đường ra thận trái thì nó làm tăng cái áp lực tâm trương của thận trái. Và khi tăng áp lực tâm trương của thận trái thì nó sẽ làm giảm cung cấp oxy cho tế bào cơ tim, dẫn đến thiếu máu cơ tim và lâu dài dẫn đến suy tim. Ha. Ngoài ra nó sẽ tăng cái áp lực tăng thu của thận trái, nữa nó dùng cái lực mạnh nó bóp ra ngoài. Dùng lực mạnh bóp máu ra ngoài, thì trong trường đó thì đầu tiên á thì cái khi nó tăng cái lực nó bóp ra ngoài như vậy thì cái thận trái nó phải dày lên. Cái đó thì mình làm siêu tim mà mình thấy là bệnh nhân này hẹp khít van mạch chủ, hẹp van mạch chủ nặng mà cái vùng thận trái mà nó không có mô tả, không có dày gì đó thì cái gì phải coi lại, đúng rồi nha, hiểu không? Cái đó phải phù hợp nữa, tức là siêu tim mà mình mô tả là có dày bắt tiên thấp, một dày đồng tâm thận trái hoặc là dày nặng bắt tiên thấp cái gì đó, phải có dày bắt mình nói là hẹp nặng hẹp khít được. Hay còn nếu như cái chuyện nó là hẹp khít diện tích van còn 0.3, 0.4 cm² thôi mà thấp trái hoàn toàn bình thường. Chỉ trừ trường hợp nó hẹp thở chủ nó giãn vì được giãn luôn cả thấp trái thì cái chuyện nó khác. Nhưng hẹp đơn thuần mà các chị thấy rằng mà làm siêu tim hẹp chủ đơn thuần mà các chị thấy là hẹp nặng mà mô tả không có dạy thấp trái gì đó là các chị phải coi lại mình làm đúng hay sai. Chứ không là mình sẽ trọc cái đó đó nha. Trong đó thì dạy thấp trái sẽ dẫn đến rồi chức năng cuối cùng dẫn đến suy tim. Tất cả một tập cuối cùng là một đến suy tim đó. Rồi diễn tiến tự nhiên á thì từ từ á tự xuất thì tần suất nó thấp thôi, nhưng mà khi tới giai đoạn hẹp trung bình là tốc độ tiến triển sẽ thay đổi. Chúng ta thấy rằng khi mà diện tích van hẹp tốc độ trung bình rồi thì nó sẽ giảm là 0.3 m/s/1 năm, tức là khi mình cái gì đó cái dòng tốc nó sẽ tăng lên tiếp. Thế như bây giờ nó sẽ tăng lên tiếp, ví dụ bây giờ cái chỉ đo lúc mà cái chỉ đo vận tốc cái V max của nó, khi mà chỉ đo cái V max của nó là chỉ đo là 3.5 m/s/1 giây, thì mỗi một năm sẽ tăng lên nữa, nó sẽ tăng lên 3.8 và 4.8, nó tăng từ từ lên. Do đó khi mà cái vận tốc V max cái chỉ đo như vậy thì nó càng lên cao thì tương đương với diện tích cái độ lượng mà mở qua nó càng hẹp nặng. Thì nhớ ha, càng hẹp lên cao thì nó càng nặng. Do đó thì cái chỉ đo ra thì đo V max mà cái chị thấy rằng ví dụ giai đoạn đầu cái chỉ đo bình thường V max nó là dưới bao nhiêu?
Hả? Bao nhiêu nhiều? Bình thường cái chị phải tắm cái chi phí bình thường cái chị biết nó bệnh chứ. Về mắt của chủ bao nhiêu bình thường cái chị phải tham hiểu nhất là gì? Cái vòng tóc bao quanh mà chủ đó là bao nhiêu? Cái trên áp trung bình của ban chủ bình thường là bao nhiêu? Thì khi bệnh lý chị biết được. Mà tới giờ hôm nay cái chị chưa thuộc bài nữa hả? Rồi quanh hai lá là bao nhiêu? Quanh ba lá là gì? Quanh cổ là bao nhiêu? Hả? Không, học bài đầu tiên là bài siêu âm tim bình thường rồi chứ. Ủa gì kỳ vậy? Sắp tháng 7 là kết thúc chương trình rồi chưa học hả? Siêu tim bài siêu tim bình thường hay vậy? Chưa học đúng hả? Rồi vậy chứ biết đâu nay các chị đi coi siêu tim coi gì ở dưới. Anh gì coi gì ở dưới? Cái chị coi cái chị nó biết mình coi cái gì chứ. Mình đang ngồi dập dòm, ta nói gì mình nghe vậy mình không biết cái đó là gì á. Ví dụ ta nói hạt chủ mà mình ta hỏi vi mắt như mình nhìn cho ta đo vi mắt này thì mình ta nói vi mắt này có 1.6 à, hạt chủ chỗ nào? Chủ bình thường là từ 1.2 đến 1.8. Trên áp đó là dưới 10. Tức là CP của nó dưới 10. Hiểu không? Tức là thấy vi mắt mình đo là dưới 1.8 nó ok nè, không có vấn đề gì. Vi mắt là CP là trên áp và nó dưới 10. Quanh hai lá là bao nhiêu? Quanh hai lá cũng vậy, quanh hai lá là dưới 1.5, chứ mình không cho nó lên cao, nó cao từ 1.2, 1.3, 1.4 hay 1.5, tăng vào tóc bao ba này nó có thể lên tới xíu 1.5. GB nó là nhiêu là dưới 5. Và rồi khỏi nhiên mình phải biết cái đó chứ, biết không người ta bắt cái cổ rọt xong bắt phập cái ra cái chỗ mình nhìn coi cái này bình thường. Bắt cái phập cái, ủa cái này cao quá, mình phải coi lại tại sao nó cao. Cao này do tăng vào tóc bao ba hay do hẹp van, vị trí chỗ nào, mình phải biết cái này chứ. Là tôi cũng đã nói trên này rồi, thứ sáu là phải có 3-4 người đi xuống cái khoa của tôi là tôi dạy siêu tim trên cái người mềm dưới bệnh lý dạy cái khoa cho khoảng hai xuống á. Sáng thứ sáu tôi rảnh tôi sẽ dạy siêu tim với khoa và thực hành lâm sàng có bệnh nhân lên cái máy với khoa đó để cắt nó mà cắt nè khoảng hai xuống á. Từ lúc đó tới giờ không ai xuất hiện á. Lúc đầu có một cái bác sĩ gì mà bên bệnh viện Xuyên Á đó, cái nhỏ đó. Sơn cái gì phải không? Xuống dưới sau tôi nói xong rồi biến mất tiêu luôn, tôi giờ sẽ xuất hiện nữa. Trời cái sự học. Hả? Mà tôi sao tại bữa hôm giờ ông lên báo không biết. Trời ơi, sáng mai tôi đi công tác rồi. Mà các chị thứ sáu khoảng 9 giờ tới 10 giờ tôi cho các chị mượn cái máy đó chuyện gì đó các chị làm. Thực hành. Tôi đã dặn rồi thì có 3-4 người xuống hay phiên nhau xuống. Một hai xuống. Chờ hoài cũng thấy ai xuống để dạy cho. Tại ở đây còn báo là cái trung tâm can thiệp là bị hư nên... hư là hư cái phần màu thôi, mà hư kiểu mà hư mà bác chị cũng còn làm được chứ không phải là nó hư đủ lỗi luôn dạ, nên... cái chị còn cắt được, còn làm được hết, nhưng mà eco ép con suốt nó tất cả được hết à, nhưng mà cái màu nó bác chị không quen cái màu thôi, nó vẫn xài được, nhưng mà ta thường không phải màu chính xác gì mà cái chị chưa có kinh nghiệm thì chị làm được, nhưng mà chị cắt mà cắt này nhìn ra nhìn như này như quen tay ha, mà cái chị không ai xuống hết. Thứ sáu nhiều khi hỏi không cái chị về quê đó con cá rồi đâu đó thì học có kêu chị mà tập tôi hiểu nổi luôn giờ tới giờ hôm nay là học mấy tháng siêu âm rồi mà bây giờ tháng mấy rồi chưa biết cái bình thường đó sao tôi bó tay luôn rồi á sao học như tới bệnh trời ơi tôi cũng bó tay luôn á mấy tháng rồi năm tháng rưỡi mấy bên đại học ở giữa có tổ chức siêu tim có khóa đó có 2.5 tháng thôi tháng rưỡi ta tốt nghiệp á nên 3 tháng là tốt nghiệp mà chị học có một nửa thời gian rồi mà chị biết siêu tim bình thường chứ mấy này cái chị xuống dưới giờ cái gì hả trời ơi mình đã nói cái chị rồi chứ trước khi làm cái gì phải biết cái bình thường trước rồi mới bệnh lý mới nắm cái bệnh lý được nhưng bây giờ cái bài này nó rất là khó mà bây giờ dạy từ nãy giờ nghĩ dạy xong cái chị ngồi im re là biết rồi á cái chị có hiểu không hả chị hiểu cho một số người hiểu thôi 10 người cái 2 người hiểu thôi dạy chị uổng thật sự á tại vì cái chị phải nắm cái chị mới học được còn mà dạy cho cái chị xong cái chị không nắm gì hết thì tiếc á ai còn cái chị cảm thấy rằng mà chưa hiểu gì lắm thôi nghĩ đi bữa khác học qua tháng 8 học tháng 8 còn đây không à để cho cái chị đọc bài đi học chứ không cái bài này mà giờ bây giờ mà cái chị mà cái học kiểu này mà tôi dạy xong cái chị không nắm được cái gì hết nó hơi quải đó thật sự vậy đó. Cái đó bây giờ khi mà chị học cái bài này khi nào cái chị tôi không dạy lúc đầu là tôi để cho các chị học cho nhiều vô cái đầu vô cái bài này là hơi khó rồi các chị phải hình dung được tất cả cái cơ chế của nó hình dung được khi làm siêu tim nó sẽ có cái phần này liên quan đến với nhau
hai mẹ các chị không nắm được. Ví dụ bây giờ người ta nói bây giờ các chị siêu âm tim lên, ta nói dạy thất trái mà các chị biết dạy thất trái trên siêu âm tim được mà cách nào, đường kính nó bao nhiêu, dạy chỗ nào, đồng tâm hay là tâm, dạy vùng đáy hay vùng giữa, vùng mõm hay dạy thành sao, đơn thuần dạy này do cơ chế nguyên nhân là gì, cái gì không nắm hết là bó tay rồi, thấy không? Đó, nếu mà trường hợp mà cái, nó tiến triển các chị học rồi các chị phải học như vậy. Khi nó bài này à hẹp chỗ đó có dạy thất trái, mô tả có dạy thất trái gì, thất trái nằm chỗ nào các chị phải nắm, khi anh mô dùng cái từ đó xong các chị phải nắm. Còn mà tôi dạy xong hết nguyên bài này các chị không hình dung được gì hết, hơi uổng, hiểu không? Hơi tiếc cho các anh thầy uổng thôi, cho đó các chị không nắm được cái vấn đề thì khi các chị làm siêu âm tim các chị không hình dung ra được. À, cái đó cái bài siêu âm tim bình thường các chị phải thuộc lòng hết mấy chỉ số nó. Bây giờ vách tim thấp nó dày bình thường nó là bao nhiêu, nam bao nhiêu, nữ bao nhiêu, người Việt Nam là bao nhiêu, người nước ngoài là bao nhiêu, đường kính của thất khớp trái tâm trương bao nhiêu, tâm thu bao nhiêu, bình thường là bao nhiêu, LVADB, LVDS bao nhiêu, thành sao bao nhiêu, mỏ nó bao nhiêu, nhĩ trái bao nhiêu, vòng mạch chủ bao nhiêu, ngải góc bao nhiêu, trên góc bao nhiêu, vùng tim phải đường kính bao nhiêu, vách mạch mạch phổi ra như vậy thì góc mạch phổi nhiêu, mạch phổi trái nhiêu, mạch phổi phải nhiêu. Khi mà đọc bình thường vậy, cái đo cái à, cái này giảm vùng tim phải rồi. Tại đó bây giờ theo dõi tim tắc phổi, chỉ làm siêu tim A mô tả là giảm vùng tim phải rồi. Là có chữ tim tắc phổi, nếu tim tắc phổi nên đang nặng cho anh tim, đừng cái vùng tim phải mình còn bình thường, cả có gì hết, và cả có họ, cả đa phổi gì hết. Này không phải, không nghĩ tới tim tắc phổi. Mà cái gì không nắm cái bình thường, cái gì không làm được. Mấy cái đó bây giờ chưa nắm luôn đúng không? Vậy các bác được đó mấy. Cái chung cái bài cái siêu tim nó đây thì có nhắc cái đó. Nhưng mà những cái trên áp thì chưa lắm thuộc kỹ thôi. Chỉ nhắc mấy cái mặt cắt bình thường. Lấy cái thứ của cô bác thì dày. Vậy như vậy bác tim thấp gọi khi nào gọi là dày? Khi nào gọi là mỏng? Khi nào gọi là mỏng? Khi nào gọi là dày? Sáu tháng mười một, sáu tháng mười hai là bình thường. À đúng rồi, tâm trương nó khác, tâm trương nó khác, mà không phải tới 12 đâu. Việt Nam mình là 11.5 thôi. À, trên 11.5 là mình xem như cái dày vách rồi. Còn mỏng khi nào? Dưới năm, dưới sáu. Đâu? Phụ thuộc cái nhất là phụ thuộc cân nặng một tuổi bệnh nhân. Mà phải canh thấy cái đó nữa, giờ em bé ra mình nó có 4.5 nó mỏng rồi đâu được. Cái tuổi nó bao nhiêu, cân nặng nó bao nhiêu nữa. Có hiểu chưa? Tức là mình phải chuẩn theo cái đó nữa. Thôi thì thôi, cứ tiếp đi, mình tính. Lực bất tầm tâm, hoặc giải sự tùy duyên. Rồi, bây giờ hẹp chủ cái bộ ba kinh điển của nó nè. À, tức là khó thở nè, đau ngực và ngốc. Thì xuất hiện ba triệu chứng này là cái gì biết nặng rồi đó. Sau khi làm siêu tim, cái chị hỏi bệnh nhân, bà có ngất không? Bà có đau ngực chưa? Hoặc là bà có khó thở khi mà gắng sức và khó thở không? Người ta mô tả cho mình, bây giờ bác sĩ tôi mới ngất ngày hôm qua kia vậy đó. Là bác chị biết là cái xuất hiện này là bây giờ người ta mô tả có ngất rồi thì mà ngất xong, người ta mô tả ngất rồi thì làm siêu tim thấy hẹp chủ rồi, cái này có triệu chứng nặng rồi đó. À, thì như vậy thì nó sẽ như thế nào? Một khi có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện thì lượng bệnh nhân rất sẽ rất là xấu. À, trong vòng 5 năm xuất hiện triệu chứng nào bất thường thì khoảng 50% bệnh nhân sẽ chết. Chị nhớ ha. Trừ khi cái chị thay ba, tức là ABA đó, thay bên mạch chủ. À, khi có ngất, sự sống còn có khoảng 50% 3 năm thôi. À, có suy tim thì khó thở đó, 2 năm thôi, cho các chị 5 nè, 3 là 2. Đau ngực là 5 năm, ngất là 3 năm, suy tim là 2 năm. Đó, khi hẹp qua mạch chủ, các chị thấy bệnh nhân có đau ngực là mà tiên lượng sống còn là khoảng 5 năm. À, tầm 5, 3, 2. Thì nhớ này, người ta nói là khó thở suy tim khoảng 2 năm nặng quá rồi. À, còn mình cứ ngất 3 năm cái gì nhớ hay triệu chứng của nó ha. Ở đây là diễn tiến sự triệu chứng của anh mà chủ ra cái tuổi hay diễn tiến của nó à, năm 32 thì thấy ha, là khi mà tụi nó càng càng cái tuổi trung bình nó càng giảm xuống khi mà xuất hiện những triệu chứng đau ngực rồi ngất và suy tim nó khó thở suy tim anh đó thì chị nhớ là à, quan mà chủ nó bệnh lý đó khi phát hiện ra triệu chứng nó rất nặng mình biết để mình khi mình làm điều trị cho bệnh nhân mình tiên lượng cho người nhà người ta rồi. Triệu chứng thực tế cái này tôi cũng nhắc lại ha, hồi nãy mình nghe một số trường hợp rồi, điện tim rồi thì chú ý nhớ là dạy các cái tăng gánh hẹp van quân ha. Rồi trên điện tâm đồ nhớ là hình ảnh của ba tinh thì điện tâm đồ là hình ảnh của dạy thất trái ha, nhớ ha, dạy thất trái mà thường là tăng gánh tăng thu ha, thì thường là dạy thất trái hẹp chủ là thường là dạy thất trái, khi nào có hở chủ kèm theo vừa hẹp vừa hở hở nặng á thì giảm luôn cả thất trái, thường dạy thất trái thì điện tâm đồ ha.
Rồi về sim tim mình làm gì? Nãy giờ cái chính là mình nắm cái đó để mình vô vào sim tim. Còn nếu không nắm đó mình vô vào sim tim mình sẽ không có tiền được. Lên sim tim của hạt chủ á, mình trả lời hết cái này nè. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 cái này mình phải trả lời đúng. Cái này là khi mà có siêu tim ra mình phải trả lời trên siêu tim đầy đủ những cái này nè. Nếu mình trả lời chưa đủ là mình thiếu á ha. Thứ nhất, có hẹp hay không có hẹp cho người ta biết. Thứ hai, mức độ có hẹp hay nặng nhẹ trung bình. Thứ ba, cơ chế hẹp do gì. Thứ tư, tình trạng của lá van mình mô tả ra ha. Thứ năm, chức năng tăng thu tức trái còn bao nhiêu phần trăm ha. Thứ sáu, phổi nó có tăng hay không có tăng. Rồi cái tổn thương với họ, ví dụ như bệnh lý của cơ tim, bệnh lý của màng ngoài tim, bệnh lý của các vân vân cái cơ. Thì đó là cái mà mình cần quan tâm cái này ha. Thì trong đó cái chị nhớ rằng à, cái chức năng của tuyến trái này cái chị phải trả lời cho người ta biết ha, là bao nhiêu phần trăm ha, bao nhiêu phần trăm được phân xuất có bao tuyến trái ha. Đó thì mình phải trả lời khi mà có một cái tình trạng mà cái chị đánh giá hay qua mà chị trả lời 7 cái này trên cái siêu tim trả lời đúng 7 cái này ha. Còn những cái chị mà trả lời cái chị thấy thiếu á thì nó hẹp chủ hết à, không biết cái nguyên nhân do gì là cái chị thiếu cái nguyên nhân cơ chế của hạch qua ha, này mình nắm nha. Rồi bây giờ để khảo sát cái độ nặng hẹp bên mạch chủ á, thì có hai cái phương pháp ha. Phương pháp thứ nhất là mình đo cái trên áp lực qua cái van giữa tóc trái và mạch chủ ha, thì sử dụng đốc lơ liên tục mình đo này ha. Thì cái trên áp này á thì tôi được tính bằng công thức mạch Rooney. Thì cái này giản lược thôi, người ta đưa bằng 40 bình phương. Cái này từ công thức này tính ra cái trên áp này, mình đo được trên áp này ha, độ trên áp lực qua van đo được trên áp này, thì cái trên áp này mình tính ra đó sẽ có giá trị là bao nhiêu đó ha. 25 đến 50 ha. Trên 50 được xem như hẹp nặng ha. Đôi khi á các chị có thể đo những mặt cắt khác nhau, nãy mình đã mô tả rồi đó. Đôi khi có những cái hợp mặt cắt mà các chị đo chuẩn các chị không thấy được ha, phải đổi mặt cắt khác mà chị đo ha. Bây giờ đôi khi các chị một bệnh nhân vô là COPD nặng hoặc là nó bị khí phế thủng nó nặng quá, các chị đo mặt cắt từ mõm tim các chị không thấy được. Đôi khi các chị không được tới ôm mà còn khí không các chị thấy được, dùng mặt cắt dưới sườn các chị không thể thấy được cái này. Mà đa số mấy ca COPD mà cái chiếc giường các chị thấy rõ lắm ha, tại vì tim nó là vô giữa rồi, vô giữa bệnh nhân nằm xuống thì các chị đặt vào giò dưới sườn thấy sát bên đó, ở phía sau khoảng khí phổi rất là to, các chị đặt vào giò thì chị không thấy. Các chị có thể cho bệnh nhân nghiêng tới nghiêng lui đẩy làm sao mình đặt đầu giò, chứ không phải đầu giò mình không phải lúc nằm cũng đúng ngay vị trí đó ha. Mình có thể modify tức mình thay đổi tùy cái vị trí cái tim của bệnh nhân nữa. Hay đôi khi vậy đó mình sẽ chỉnh, đặc biệt một số trường hợp mà nó hiếm gặp, ví dụ như đảo lộn của tạng tim ngược qua bên nằm bên phải thì nó khác, đầu giò cái gì không thể bên đây nhìn thấy được, phải đổi ngược bên đây. Thì xem lại lúc đó bệnh nhân đó, họ không nghiêng ngược bên kia được, nó nghiêng ngược lại bên đây, cái gì hiểu không? Tại số các chị cho bệnh nhân nằm ngửa xong nghiêng ấp mặt vô bên tường, các chị làm siêu tim vậy, nhưng mà bây giờ đảo lộn của tạng thì các chị phải nghiêng ngược bên này lại, đầu giò cái gì nằm bên đây được, đầu giò ngược bên đây lại, các chị mới thấy được mặt cắt bình thường. Ai người ta nhớ thay đổi cái đó. Rồi cái cách thứ hai nữa là các chị đo phương trình liên tục à, cái này thì đo cái trên áp bao van thì các chị đánh giá được cái CV của nó bao nhiêu, các chị ước đoán được. Hay còn phương trình liên tục là các chị cho biết được cái diện tích van luôn, diện tích mở van nữa, thì trong hẹp chủ các chị cố gắng đo phương trình liên tục với diện tích van, tuy nhiên đôi khi các chị đo không được phương trình liên tục nó khó khăn cho các chị đo đó, thì các chị đo cái trên áp bao van thì có thể đoán được cái mức độ hẹp của nó thôi. Ví dụ nó nói là hẹp, mới nào mình ghi là hẹp nhẹ, hẹp trung bình, hẹp nặng, hẹp rất nặng thôi, chứ mình không nói được là diện tích van chính xác bao nhiêu, nhưng mà cái khoảng đó, ví dụ hẹp nhẹ khoảng đó là từ 1.5 đến 2 ví dụ vậy đó thôi ha. Còn trong trường hợp mà đo phương trình liên tục đó, thì cái gì sẽ luôn diện tích mở van, tức là AVA nó là bao nhiêu cm vuông luôn, cái gì kịp không, đo luôn cái đó hay là bao nhiêu cm vuông. Thì trong trường hợp đó phương trình liên tục thì đòi hỏi cái gì, phải đo theo từng bước. Ví dụ V1, nhưng V2, V1 là vận tốc trung bình của dòng máu và vùng tổng thất trái ha. V1 là diện tích vùng tổng thất trái ha. V2 là vận tốc trung bình của dòng máu và van. Rồi V2 là diện tích mở van. Khi mình đo được ba cái thông số này, nó sẽ tính ra cái này. Thì trên máy siêu âm tim nó sẽ giúp cho các chị đó cái này. Đây là đo phương trình liên tục. Tôi chỉ các chị ha. Đầu tiên là các chị sẽ đo cái đường kính này gọi là LV, LVDB. Đó là cái van đại chủ nằm chỗ này ha. Chỗ này đo cái đường cái chỗ này là ha, từ kéo phía trên của lá van này xuống cái lá van này, đo này phía trước của cái tóc trái này, cái đo này thì mấy này khi cái này van nó mở ra thì đo này ta gọi cái này gọi là LV, LVOT, LVOT tức là DB á, tức là đường kính này. Thì khi mà cái chị mở cái thanh ở trong chỗ mà van mạch chủ ra, nó sẽ hiện lên cái chữ đó, đó là LVOT diameter, tức là đường kính đó, cái chữ diameter cái đường kính á, thì click vô đó. Thì khi cái chị trong cái đó kia đo từ đây xuống đây nó ra một thông số, xong rồi các chị xuống mặt cắt năm buồng từ mỏm, các chị đo hai thông số nữa,
thông số thứ nhất đó là LVOT, LVOT gây mắt, tức là LVOT mắt tức là đường ra của thấp trái. Thì nhớ ha, khi mà các chị đo đường ra trái thường, các chị sẽ đo bằng Doppler. Doppler gì? À, Doppler xung. Khi Doppler xung thì mở lên cái lít vô đó thì lít vô LVOT chỗ LVOT gây mắt á, thông số ngày đó thì chị lít vô đó một cái thì sẽ ra thông số thứ hai. Thì đôi khi có những cái máy nó tính luôn từ đây, nó đã ra được quy trình liên tục đó, nhưng mà ra diện tích van, nhưng mà một bước nữa là chị đo tại van ha, đó là chị đo cái này tại van. Thì cái chị đo tại van thì cái đó nó là đốt lớn liên tục ha, đốt lớn liên tục. Cái thứ ba là cái đốt lớn liên tục, khi cái chị đó liên tục thì tại van chị lấy cái cao nhất chị lít vô trong này, nó tức là V max của cái tại van đó. Tại van thì lít vô đó nữa thì máy tự nhiên nhảy lên cái ABA bao nhiêu, trên đạt bao nhiêu, trung bình bao nhiêu, nó tức là tập thấp, hiểu không? Cách đo phương trình liên tục mình phải đo từng bước vậy ha, mình không có đo đó thứ tự gì á. Đầu tiên mình đo cái đường kính của LVOT đa vi của trước cái van trụ trước, tới tới doppler xung, doppler liên tục, là nó sẽ hiện lên cái ABA cho các anh chị. Và đo từng bước ha. Và chỗ doppler xung á, tức là LVOT gây mắt á, là các chị phải để cái đầu cái thanh mà để đo là ở ngoài cái van nha, trước cái van nó là đường ra nha, còn chị để ngay cái van nó vô tình nó là cái này luôn nè. Còn cái khi mà các chị chọn cái phương pháp mà chị đo trên áp gây mắt á, thì chị làm rất là nhanh. Còn nếu mà các chị không ấy gì vẽ, chọn cái vẽ cũng được ha, thì cái chị vẽ giống như người ta vẽ đây, người ta vẽ này, vẽ này cũng được ha. Nhưng mà lúc đó thì nó chậm, chị có thể đổi cách này cách kia cũng được. Thì trong cái khi mà chị mở cái van, cái máy xưa cho tim cái chị xuống qua hoặc là cái máy nào cũng được, à, tôi sẽ chỉ các chị đó, nó sẽ hiện lên rất là thông số rất nhiều trên đó. Lít vô cho O thì sẽ hiện ra, thì đầu tiên mình lít vô ở chỗ mà mình đo này trước ha, mình cắt ra xong mình lít vô đây, mình mở này ra xong rồi nó sẽ hiện lên cái đó, mình lít vô cái xong mình free nó đã chạy tiếp, mình đã nằm buồn xong rồi đo cái LVOT về mắt, tức là mình doppler xung trước, dừng lại lít cái lít vô, xong tới doppler này cái lít cái nữa là xong, nó sẽ hiện lên ABA. Và cái này thường á, nếu cái chị đặt mấy cái đầu dò mà nó sai, nó sẽ không chính xác, nó sẽ nhảy lung tung lắm ha. Nó do đó cái chị phải kết hợp cái này qua một cái trước hồi nãy là cái này nữa, mình coi hai cái có giống nhau hay không ha, giống nhau. Nếu mà nó càng nhiều cái càng giống nhau thì nó gửi cho mình nó chính xác hơn, được chưa? Nè các chị đây ha, các chị là bước đầu tiên đo cái này ha, đo cái này các chị thấy nè, đo cái này thì nó sẽ hiện ra thông số. Bước thứ hai nè, đo cái này nó sẽ hiện ra thông số. Bước thứ ba là này nó lên xuống, này nó lên liên tục. Khi ra xong cái bảng thông số này nó sẽ hiện ra đây. Ví dụ ca này thì để đo diện tích van này có 0.6 cm², mình tính ra 0.6, như máy nó tự tính cho mình 0.6. Đó đầu tiên có ba bước, 1, bước 2, bước 3 các chị nhớ ha. Đó cái hình của các chị đo lúc nào cũng sẽ 1, 2, 3 ha. Thì đó như vậy nó sẽ chuẩn. Khi chị lít đầy đủ mắt thì thông số nó sẽ hiện lên đây, nó hiện lên đây thì chị xem trong này là ABA, có ABA nó bao nhiêu sinh nó vuông, trên áp bao nhiêu, trên áp trung bình bao nhiêu vuông. Thế chị khác, cái đó thì cái này làm từng bước thì khi mình làm siêu âm tim mình sẽ đặt vào giờ mình sẽ làm được. Cẩn thận sẽ thấy cái này. À, như cái này đây, người ta đo cái này người ta chỉ cần á đo một phát một coi là ra được tốc đỉnh của này, tức là về mắt cái này là người ta đo ra là tới 4.6 m/s trên áp 85 rồi xong đó. Này xem như là hẹp kích lên mặt chủ rồi. Hồi nãy mình nói rồi ha, trên 50 là hẹp nặng mà trên 80 là hẹp kích. Trên 80 mình đo cái hẹp kích là nhiều khi hẹp kích thì diện tích 3.0.7 là nếu nặng quá rồi, nhiều khi mình không cần lo quy trình liên tục, mình cũng biết nó hẹp kích nữa. Mình chất lượng hẹp kích là mặt chủ ha. GB của nó là tới 85, về mắt của nó là tới 4.6 m/s, thì GB 85. Vậy thấy ha, nói do đó chỉ cần mình nhìn cái hình, chụp cái hình này lại thì những người ta nhìn qua ta biết. Còn mình mô tả tùm lum mà không có cái hình này đó làm chứng là không được. Đang mình nhớ. Rồi đây ha, ở đây trong một trường hợp mà các chị siêu tim bình thường, các chị nhớ nè, là các chị rồi ha, nhìn mặt cắt này các chị thấy chủ nè, tóc trái nè, chỉ trái nè, này qua nó trước qua này lá nó sau qua này lá nè, qua này chủ đây, này tóc phải đây, cái buồng tóc phải nằm bên này, qua này thì thấy ha, nó là trường hợp bình thường ha. Rồi đây cắt ngang thì thấy ha, ngang cái này là buồng tóc của tóc phải ha, tóc phải nằm bên này. Rồi bên đây buồng tóc phải đây, các chị thấy cắt ngang các chị thấy nó lá qua đây cũng vậy. Rồi trong trường hợp này các chị thấy nè, cái ngàn thấy vôi lá van mà chủ thấy không, nó vôi quá rất là nặng, dính dày dính qua bắn nặng, chị thấy dính chùm đấy, vôi má dính luôn, nó bít bít hết rồi ha. Đặt mà cắt ngang, cắt dòng cắt ngang gì là ở đây cũng vậy ha, mình thấy lá van nó vôi, mình đặt từ cái ngang thấy nó vôi. Các chị thấy trong trường hợp này xin tim mà cho người ta cắt rất là xéo, không có nghĩa là khó khăn đó, tại vì một số trường hợp các đầu dò các chị đặt không phải lúc nào cũng giống như cái kia chuẩn được, nó hơi khó khăn. Thì ban bó chị đo bị mắc này 2.6 m/s, khi mình bấm dị vẽ này nó ra thông số trên này đầy đủ hết trên này, này 200 về mắt nó là 206, trên áp nó bao nhiêu 17, ví dụ vậy 17 27, trên áp trung bình mắt trên áp là 27,
hai cái này với trường hợp tính ra thì nó có hẳn là nhẹ đó ha, nhẹ trung bình. Rồi cái này là người ta làm thông tin ha, người ta làm thông tin ở đây thấp trái trên mặt chủ, trong trường hợp hẹp chủ thì cái trên áp này nó sẽ có làm thông tin, tức là một cái đầu dò ở trong vùng thấp trái, người ta đo cái áp lực của thấp trái. Bình thường áp lực thấp trái và áp lực mặt chủ hai cái gần bằng nhau, trái cái trụ bằng nhau, cái áp lực hai cái đỉnh này nè, cái đỉnh này bằng nhau. Và trong trường hợp hạt chủ thì áp lực thấp trái nó cao mà nó thấp, thì thông tin a được áp lực này sẽ thấp xuống. Nó trên áp mình sẽ thấy hai cái đó mình để ý cái này. Đây là siêu âm tim mình làm rất là liên tục. Rồi, ở đây là một trường hợp siêu âm tim mình cho các chị xem ha, nó bình thường ha, bình thường. Các chị thấy ha, trên một cái siêu âm tim bình thường, chị thấy nè, nó lại bỏ màu vô. Cái này khi bỏ màu vô các chị thấy hẹp chủ nó sẽ cái hẹp chủ mình sẽ thấy hình tượng là họ lái hay gì à, tức là màu nó trộn lẫn với nhau mà nó rất là khít chằng chịt với nhau các này bổ buồn các chị thấy ha, bổ buồn đánh giá ha, người ta lắc bộ giờ chút xíu ở đây thì các chị có thấy bên đây là các năm buồn ở đây, năm buồn nằm đây, đây ba lá thì chị để ý nè, này hai buồn tim trái, các hai buồn tim trái xe đầu giờ ngược lại sẽ thấy hai buồn. Xây đồ dò luôn lại ha, nhìn đủ thứ mặt cảnh hết. Rồi bây giờ hạt chủ cái chị nhìn lên đây nè, nhìn bây giờ cho một cái ca hạt chủ các chị xem nữa ha. À, đây các chị thấy không, đầu tiên mà cách này nhìn thấy nè, vị trái có vẻ nó lớn ha, van này rất là nặng, rồi nhìn thấy cái van nó nặng, trái lớn, thấy bắt tiền thấp không, nhìn sơ thấy quá dày ha, thấy quá dày giữa nó thì ít nhất cái này cũng phải là trung bình hoặc nặng này, là ít nhất ha. Rồi chị thấy ha, trường hợp có bị tăng áp chẳng thấy cái gì đó, nhưng mà trường hợp dành chị xem thì đây là một trường hợp một cái ca nó cũng ca lâm sàng để tôi